Quang Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nhá. Thì quý cô chú anh chị ơi, Hoa đã về đây rồi. Chạy vòng bên kia luôn kìa anh. Anh Ngọc anh kêu chạy bên kia ha quý cô chú anh chị. Đây. Chưa em chưa hỏi anh Ngọc. Hỏi Ngọc mà được. Em nãy giờ em quay dưới đây không mà. Cái cô chim Ngọc á. À, quý cô chú anh chị ơi, rực rỡ một màu sắc luôn. Quá đẹp. Ồ, bữa nay hoa này đúng đẹp luôn quý cô chú anh chị. Nè, bữa nay nở là đúng đẹp luôn á. Đó. Đó, quý cô chú anh chị ơi, bây giờ thì đó. Ở đây bao nhiêu một chậu anh? Em chở mấy ông chủ dưới kia. Nè, bắt bao nhiêu cặp vậy? Vậy? 5 chậu 800. Anh Ngọc có biết. 5 chậu 800 ngàn ha. Chậu kia đâu rồi? Chậu vô. Đây, 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 anh đang ấy cái clip này vậy. Em cũng trân quý chứ, em nói rồi, em nói có đầy mấy tháng trước rồi. Cho dù là một cái bó hoa là cúc vàng ngày xưa cô chú hay đem lên á, em quý cô chú, em quý chứ. Tại vì khán giả yêu quý cậu mà. Đợt này có 4 cái chân mà hay gì anh nhập. 4 chân đúng không? Mà 5 chậu. 5 chậu rồi, mấy cái 5 nữa đúng rồi, 20. Chết cha. Rồi, vụ gì? Nứt cái chậu luôn, bể luôn. Rồi, có nào giờ? Có khoan cho anh. Mình vô cái trước đi. À, cái trước đi thôi vô đó. Vô cái trước. Mình phải lấy ra chứ. Lấy ra để sẵn. Lấy ra lấy gì vô trời. Sao tôi được. Lấy vô cơ hả? Ra bên trong kia chứ. Phải là để mình quay thôi ha. Cái cọc đụng vô nó này nó kia nữa. Thằng anh muốn chanh thì lên nằm nha. Nhiều càng quá nhiều. Anh ơi cầm giùm em cái đi. Em phụ cho. Đấy. Nhiều anh căng rồi đó. Càng quá rồi mà cô chú chị của mình thì ai mình cũng phụ nghe quý cô chú anh chị. Mình là quay clip nhiều clip mình kiếm được nhiều tô cháo. Hay quá mày, cháo cũng đói rồi cho nên quá trời hay rồi. Chị Minh bữa nay nói chuyện quá trời hay rồi. Sao không cho lớp đất nằm dư? Không khỏi, tại vì nó cao rồi. Tại vì kinh nghiệm lúc ban đầu anh. Kéo cái màu xanh xuống đó, nào. Màu xanh á. Mẹ à. Tại vì qua màu xanh nè. Đúng rồi, đúng rồi. Tao chanh lên nằm nha. Tao uống nữa thầy mà tao uống nữa. Cái này phải cắt anh ơi, cái này cắt mới được. Mấy cái cắt, chị em mình làm mới được anh ơi. Bắt nay lại á. Xuất hiện bữa nay. Hết chứ đợi tại bông hoa cả chừng. Ở trong quay viên lùa để nhốt. Ok, anh hỏi luôn đi cái này nữa. Cảm xéo. Gì xéo nữa? Gì vậy? Rồi, lên chậu trắng đẹp quá. Rồi, chị Hồng Ngọc rồi. Ê, ê, ai qua đường ai vô kìa. Không phải né xe. Không phải. Khán giả. Xe 4 chỗ kìa. Xe không mà khán giả không. Khán giả kìa, chú tôi chuyển thang chỉ. À, đang hỏi đường. Hỏi đường. Ôi, rồi gãy hết mấy nhánh rồi kìa. Lấy xong lấy lá dừa ra luôn.
sao để rồi thôi mình không có ý kiến, quên. Ý kiến mình luôn luôn bị bác bỏ. Rồi rồi trọng xe nè phụ. Bây giờ đang vô chậu đó chị ơi. Rồi. Ngừng chậu đi. Đẹp không hả? Đẹp chưa? Để nó nói ra cho đồng cảm hả? Em đây đó. 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 Người ấy ha. Cái này là cũng của chị Ngọc luôn ha anh Ngọc. Cái này của chị Ngọc của chị tiếp tục. Để gãi vô kìa. Nhẹ thôi. Không muốn nằm thì lên đây nằm. Đừng để nó nặng nha. Thôi về chứ bây giờ bốc phốt ai nha. Thôi về canh cho tôi nha. Nói vậy đủ hiểu rồi đó. Lớp trưởng hôm nay hôm nay mà lớp trưởng lên tiếng là hiểu rồi đó. Là hiểu biết lớp trưởng bật cỡ nào rồi đó. Di Minh thì không quan tâm điều đó nghe quý cô chú vậy. Di Minh nay là ít view rồi, Di Minh sẽ quay nhiều clip, rất là nhiều clip. Ai kêu là mình cứ quay thôi. Rồi mình sẽ kim nhâm. Thì mình nghĩ là mình quay một clip là được một tô cháo, hai clip là hai tô cháo, mà 10 clip thì được 10 tô cháo. Rồi cái hàng cầm máy giùm có được tô nào không? Bèo dữ hả? Ok, xong một cái nha. Ít gì cũng được tô cháo với ba miếng bèo. Lên anh lớn anh quay được tô cháo. Sửa lại kìa, sửa lại kìa. Chỉnh lại kìa, nó nghiêng kìa. Không chỉnh ngay lúc đầu. Mà quên nữa, ý kiến hoài, ta không nghe mà ý kiến hoài. Ok, được chưa anh? Dạ, được rồi đó. Được cái dùng quá. Ở đây anh. Đúng quá, chỉnh ngay lúc đầu. Cái nào đúng là mình nói đúng nha, nào sai là mình nói sai. Không lấy nó vừa ra rồi bỏ rồi, nó ôm rồi. Rồi. Mà quên nữa, ý kiến nữa, má quên lộn. Mày ngu. Tự làm việc mình luôn ha. Chỉ cò hoài quay thôi. Rồi, qua đây, để giờ theo như ý kiến của anh Áo Vàng là phải chỉnh lúc đầu. Cho nên là mình phải chỉnh. Thôi đừng nói gì đó. Ok, ý kiến tốt, được. Giết. Được nữa tô cháo. Được nữa tô cháo. Nói hồi hồi trừ lên không có không dưới thêm ba miếng phèo em được bột kẹo rồi đó. Nói hồi là không có cục kẹo luôn á. Rồi để em căn chỉnh lên coi coi chị có điều không để coi anh Áo Vàng anh chơi cái là xong luôn á. Ok chưa anh Áo Vàng? Ok chưa? Không biết không có ý kiến. Ừ, hãng tôi gọn là cái làm vậy. Vậy là không có chạy được đâu hết á. Cái gì là được. Gọn không? Ừ. Ok. Phải phải ôm tới ôm lui nha. Ờ, em ôm gì rồi đâu có chạy được nữa. Không có chạy được nữa. Nè 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 nè. Đâu? Cái này là mất hết ba tô cháo nè. Đó. Nè thấy nha cô chú. Chưa, anh hỏi đúng không? Đây. Ủa anh hỏi nè, anh hỏi làm gãy nha. Rồi, xoay quanh kia anh. Ông rồi, qua lại tôi để ý ông rồi đó. Để gì? Vậy? Em hỏi rồi sao? Vui mà. Khi mình cứ dài dạ, mình làm hiền, người ta cũng nghĩ mình ngu ha. Đó. Công tâm khác thôi. Điều mình không nói thôi, mình không có chửi thôi mọi người. Tôi nói mình cứ dài dạ, dạ thưa. Đó, mình là người lịch sự, nó nghĩ là mình ngu, mình không biết. Mình kêu nó thắng mặt đó. Có khi mình nói cái gì rồi chứ chỉnh chứ muốn nói bên đây mình không có la làng khổ như gì khác. Rồi ok đó. Bên cái đây đi cái câu nặng lắm đó mà đi dành từ từ nó nữa nếu mà nói em nữa đi dành nó nữa cần chứ anh em anh em qua cũng một bật giờ sáng giờ đó giấu vô đây hồi ông vàng thấy là nó trừ tôi cháu nữa rồi rồi nha không có gãy nha cô Thanh Tiền Lê là coi em cách ba năm bốn năm đó. Chưa bao giờ em nói xấu ai nha, chưa bao giờ em biết em nói xấu một ai nha. Thậm chí người ta cho em 200 đô Úc là 30 triệu đó. Để em đăng một clip để nói xấu cùng phương nữa tiếp em không làm. Em thiệt luôn đó, lúc em lập kênh mất được 3 tháng đó. Không rồi. Em mất 3 người view rồi. Anh phải tính chính lại là 200 đô chỉ có 3 triệu mấy thôi. Tí. Lúc đó tới 3 ngàn chứ. Em 3 ngàn, đúng rồi, 2 ngàn thì 30 triệu. Ba mấy triệu lận? 32 triệu. Lúc đó 30 hồi xưa mà. Xưa hả? Tưởng đâu giờ 32 triệu. Còn giờ là 1 ngàn là 24 á. 24, 25 á. Ờ, lo làm cút đi rồi nói chuyện đô gì đây á. Ông nói ông nói thì được cái ta nói cái ông kêu lo làm đi ông cho ta nói bởi vì đời khó thì ông thời cơ thôi em làm đi em bắt bẻ nữa chết rồi
Anh rút kinh nghiệm rồi, anh mà nói nhiều là bị bất tẻ đó. Không nói nữa. Lo làm đi, kiếm ba tô cháo. Để xách được nửa tô cháo rồi. Ngu gì mà ôm hoài không ngồi nó cho mấy kéo anh. Ông này ông. Đúng là. Thôi để cho người ta làm. Không có ý kiến, đừng có ý kiến. Không, cái nghề đó là của em. Hay lắm, cái nghề nào cũng có, hay lắm, tài năng, tài năng. Nuôi dịch mà, cho thức ăn hoài. Nuôi dịch nó ra, để kiểu anh nuôi dịch luôn. Vô mấy chị, vô cô đất. Đâu? Đây đó. Trời ơi, quay mấy chị dịch kèo hả? Đâu? Ôi, nãy giờ không biết luôn chứ. Ừ, không biết gì luôn. Mới về mà. Chào chị. Để mình xin phép nha. Dạ. Em chào chị. Chị Bảo mà ba đẹp quá. Anh được là cái nó quá. Wow. Sao? Ủng hộ trên mình có ở trên trên. Ờ có đem kẹp gì xíu đâu. À ok. Trên trên quá chị. Dạ. Có trên chị Mi quay chị đã vô là có liền. Nhiều kênh lắm. Rồi rồi rồi. Chị cần chị bấm vô là nghệ sĩ Tú Vũ Linh đã ra đủ thứ kênh. À. Muốn coi kênh nào coi. Áo bà ba dễ thương quá trời luôn. Thôi chị xin phép. Ấn tượng là thấy đội nón lá mà chụp chú đẹp ghê luôn. Đó, đẹp luôn. Cũng xong luôn rồi. Cũng xong luôn đó. Không chỉ kêu về nước mà mang cái đôi giày, đôi dép rất là đơn sơ ha. Không, mình, tại vì bữa nay toàn là đi dĩ mã không à. Mình đổi nhau một chiếc để làm kỷ niệm được không chị? Đi thôi đâu có sao đâu. Có hơi dơ. Trời ơi, trời đất ơi. Nghe nghe, đổi. Quá hay, quá hay. Chị chị kêu đất ra. Tại em biết sao không, chị đi dĩ mã trong kia hình nên nó hơi dơ. Không có gì hết á chị. Nhượng chiếc quá không, nhượng chiếc mang cho nó đẹp. Kỷ niệm vui ha chị. Đó, đối với... Đổi luôn, đổi ngang luôn. Đổi ngang luôn. Có luôn, đổi ngang có luôn. Thôi hiếng, nhưng mà xin phép cả nhà nha. Chúc chị năm mới mà an khang thịnh vượng ha. Chị cũng chúc. Đúng rồi, chị cũng chúc các em là ở lại mới phát tài phát lộc nha. Rồi, xin phép ha. Ừ. Chị thích chú. Dạ. Thôi mấy bà cả nhà bye, nha. Bye, bye. Dạ. Thôi chị về nha. Rồi. Giúp hơi về nhưng mà. Ok. Không sao, không sao. Trời ơi, em về em chạy sạch trơn à. Bye bye cả nhà nha. Trong đâu hoàn cảnh. Trong đâu hoàn cảnh. Trời ơi, ra là có vía liền hả chưa? Có vía liền nè. Xin vía của Việt Cộng Đức rồi. Gì ông nội? Trời ơi. Đứa con. Dẹp thì dẹp của Việt Cộng Đức. Quý vị trời ơi. Sao chiếc gì chiếc đực chiếc cái à cha gì gì đổi luôn hả đổi luôn rồi chứ chiếc kiều gì chịu chơi chứ hả ông nội chiếc kiều đức mà dám đổi cái đôi dép chứ ô thiệt luôn á chiều chiếc kiều mà chịu chơi giữ quý của chúng vậy đó rồi mà kêu men cũng vậy luôn ạ thì ngự chiếc mà rồi bây giờ cho cái này vô nha gì hả ông nội này vô đây. Tổ à. À, một con người có giá trị mà để người khác nói là cái giá trị mình suy nghĩ lại á. Xong chưa bông chậu chưa đâu lát em nói nữa mai nói nữa. Nói nữa. Em nói hết, em nói là suy nghĩ đó. Em dùng cái chữ thật em nói thấy em tưởng người ta nhưng mà phải với mấy bạn cá chữ ôm sờm đâu. Nói tới ngày về luôn. Nói tới ngày về quê luôn. Nó trong đầm nó ra đó. Được chút tiếng phút. Ủa? Nãy chứ mình làm 5 chậu mà sao giờ con 4 chậu vậy? Anh chị điểm chỗ nào để mấy em kinh ra cho chỉ điểm ha. Cái chỗ nào có chữ ha, chữ H N có để. Cái miếng gạch nào á trên bó nó đúng rồi mình phải lấy lại sẽ kể lại hôm mới sao cổ sẽ kể lại nó mới điều chứ bên mới bên cổ nó không có điều đừng có ý kiến ý kiến bị bác bỏ đó là cái chuyện tôi làm tiền đó muốn tôi nói nữa chưa hết đâu mọi người tại vì xe gấp cậu gì lắm tháng sau cũng hết rồi nhớ cậu làm chúng ta hết rồi thì xong còn lắng nha cho đến khoảng của mười mấy ngày nữa mười mấy ngày chưa ta ngày rằm đó tới dấu cầu tôi
4 rằm hay gì. Cái này có 8 tính ra cho được hai mấy ngày nữa. Đi. Có mà. Này có 8 rằm. Trời ơi, cái Tết này nó có Tết làm sao biết còn không nữa. Mà giờ không biết sống được tới cái Tết này đâu nè, chứ ở đó. Dạ nó ghê quá. À dạ cô chú ơi, sáng nay thì cũng ít cô chú gì diễn ha. Còn quý cô chú anh chị ơi, thì hoa đã đem vô xong rồi quý cô chú anh chị. Thì ở dọc cái tuyến đường này thì có hai cái làng hoa hai bên quý cô chú anh chị. Giống như là một cái đường hoa của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị ơi. Nếu bà con cô bác thấy video hay và có nghĩa đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh Vlog ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con. Hẹn bà con ở một video tiếp theo.